Hi, chào anh em bảo xin chào, mình là Tờ Lũng X8. Đây video bán là tập số 698. Mô đạc là server số 68 cho anh nha. Mô đạc sáng thế, không phải sáng thế rùa, gọi là chơi theo kiểu tứ hồn. Nhưng mà nó cũng không khác gì sáng thế rùa nhiều lắm. Bởi trong team hiện nay đang có 3 võ sĩ hồn rùa là Major, Thần Bài và Athena. Mình cũng xin khẳng định luôn, hiện tại đây là 3 võ sĩ rùa mạnh nhất. Và trong tương lai mai tới tận tới thời kỳ trang béo, mình nghĩ rằng mới có một cái võ sĩ rùa gọi là tốt được tiếp theo. Khi mà Kill Flame thay thế bằng Mizuchi thì nó sẽ biến thành team tam hệ, vẫn cực kỳ gọi là hợp lý các bạn ạ. Trong team khi ấy sẽ có các võ sĩ đả là Major, ký sẽ là Athena và vệ sẽ là bộ đôi Thần Bài kết hợp cùng với Raph. Còn Xion thì các bạn có thể cân nhắc thay bằng vị trí của Thiên Cẩu hoặc là Kula. Các bạn nhìn thấy định hình trong tương lai nó rất là xuôi trèo, mát mái đúng không? Còn nếu xa hơn nữa thì các bạn có thể đưa Thần Bài vào vị trí viện trợ. Mình hy vọng là trong vòng khoảng độ 4 đến 5 tháng nữa thì Thần Bài sẽ đưa vào vị trí viện trợ thì sẽ là phù hợp. Vì bây giờ Thần Bài trong team nếu như thua Huy thì không còn nhiều sức mạnh như là team Hermie nữa. Ok, cái skin của Thần Bài này mình chưa mua, nó tăng cái gì đây? 5% tỷ lệ kháng sát thương, ok. Đây là một hàng cực kỳ chất lượng. Mặc dù nó chỉ là trong top 1x nhưng giá của nó lên tới gần 3 triệu là hoàn toàn có cơ sở, có căn cứ các bạn ạ. Ác nằm trong khu vực server số 68, nó không phải là server gộp nhưng nó còn mạnh hơn bất kỳ một server gộp nào hiện nay. Cụ thể là trong chế độ đấu trường lên server gần như là vô địch các bạn ạ. Chưa một server nào có khả năng gọi là cân đấy nhá. Chỉ gọi là hơi gọi là cân bằng so với S68 được các bạn ạ. S68 luôn luôn có một cái sức mạnh vượt trội do số lượng người chơi của nó là vô cùng đông đảo, được gộp từ bên server C. Các VIP 15 của server 68 có lẽ là nhiều hơn tất cả các server khác các bạn ạ. Này, Hall of Fame. Này cũng thuộc cái loại gọi là, đâu không phải Hall of Fame mà là cái gì nhỉ? Cái chỗ nào mà để mình tra được cái phần vượt tháp ấy. Này cũng không phải một VIP thấp đâu, lên tới VIP 12 rồi, gần VIP 13 rồi. Siêu lợi tức của Petal Pass luôn luôn được lạp đều tay, thậm chí còn đang có một cái gói là cái gói 2250 cương vé vàng đấy. Ông ý mua và cũng đây là các bạn này. Đấy, mỗi ngày thì nó sẽ nhận cho một cái hộp này. Đấy, mỗi ngày sẽ có một dương. Đến ngày 28 mới hết cơ. Hôm nay ngày bao nhiêu? Ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 18 hay 14 mới hết cơ. Tổng nó 28 ngày cơ. À, 21 mình nhớ ngày 21 nó mới hết cơ. Đấy các bạn, đây. Hồi lần trước nó cho này. Chính là một trong các dương này đấy. Đúng không ạ? Đây cũng thế này. Không biết, hình như cái này thì không phải. Đấy, kiểu đấy. Đây à? Chắc ở đây. Cái này mình vừa mở xong. Chắc là một câu mình mở rồi. Mỗi ngày sẽ có một dương. 2250 cương đấy các bạn ạ. Ngoài ra thì còn siêu lợi tức lên tới 19 ngày. Pestle Pass tháng này free, Battle Pass tháng trước thì nạp, còn tháng này thì được free vì hiện nay đang có 90 mảnh rồi, 92 mảnh rồi, thì kiếm thêm 8 mảnh nữa từ cái nhiệm vụ Pestle Pass các bạn. Từ nhiệm vụ đây có nhiệm vụ Pestle Pass dòng trên ấy. Đấy thì sẽ kiếm được thôi. Cụ thể nó ở cái mốc đây các bạn nhìn, level 35 cho thêm 3 mảnh này. Level 50 cho thêm 5 mảnh nữa này. Đấy, và level bao nhiêu nữa? Mỗi thế thôi à? Thế thì thiếu mất 1-2 mảnh à? Ở trên nhận chưa nhỉ? Ở trên, dòng ở trên thì nhận rồi. Như vậy sẽ nhận được thêm 3 mảnh nữa này. Cộng thêm 5 mảnh nữa. Vừa đủ đúng không ạ? Vừa khít khịt đủ một gói Battle Pass tháng này cho các bạn nào mua nữa nhá. Free, hai thứ. Đấy. Ngoài ra thì túi đồ mình vừa check các bạn có nhìn rõ không? Mảnh vạn năng còn tới 900 mảnh. Để các bạn thấy rằng lực hiện tại cũng đã trâu, nguồn lực trong tương lai cũng vẫn còn trâu nữa. Về tình hình ban môn cũng như bộ rune phím chip của nó thì mình ngó luôn các bạn nhé. Thân đây là Major, mới có một vốn vũ khí thôi. Đợt này thì từ từ mình tí nữa mình ngó vào trong xem quay kiếp nghèo xem mốc có đến đâu. Bộ rune sói của Thần Bài. Đây là bộ rune gì đây, gọi là bộ rune núi của Rapetto. Xion đang có bộ sát thủ, mình nghĩ là bộ này đưa cho Major được đấy. Các bạn thử nhá, test cho mình một trong hai bộ công này. Một là bộ thiên về chí mạng, hai là bộ thiên về cường hóa sát thương. Đấy, thì các bạn lựa cho mình một trong hai bộ nhá. Đấy. Thì các bạn phải thử thôi, chứ còn đâu làm gì có anh nào khác biết được là còn cái nào tốt hơn. Bây giờ thì cũng chỉ là dự đoán. Mình thì theo mình ấy, thì là cái bộ chí mạng nó sẽ tốt hơn. Major là võ sĩ đả,
chí mạng nó sẽ tốt hơn là MAUI, nhưng mà phải lên S Max. Còn tầm này thì nó chưa được S Max đâu rồi. Đây các bạn, mới có một hồn vũ khí tứ môn rồi. Nếu như mà lấy thêm một hồn vũ khí nữa thì sẽ phải bỏ mốc mèo cuối, thì các bạn cân nhắc thôi. Nếu bạn nào mà nhịn được đến hồn hạp, tức là chơi chậm S Max Major khoảng 2 đến 3 tuần so với người khác thì sẽ được ăn thêm con mèo. Còn muốn trải nghiệm luôn thì các bạn phải bỏ mèo bốc cuối, ứng cái thụt khoảng 5.000 kim cương đến 7.000 kim cương, đúng không? Nó là sức đánh đổi cho các bạn ạ. Thần bài S Max Xion 5 sao tam môn và cuối cùng là Kyo Flame cũng như vậy. Ok, bên dưới này còn có Saiki ngũ môn, Shunei nhị môn cho đội hình 2, giữ mỏ cho nó phê. Bộ hồn lực 5 của Ark thì như sau. Ở server 68 và hồn lực 5 bão tố đang ở trạng thái là 3 sao các bạn ạ. Trạng thái 3 sao. Ok, thì lâng dần lên thôi, đúng không? 68, cách server mình thì tận 8 tháng. Đó cũng là chuyện bình thường các bạn nhá. Chip trước thì mình thấy cũng ngon rồi. Giờ có lẽ là chỉ dành event hồn lực 5 mà chơi thôi. Chứ Mizuchi thì cũng phải tới vòng 2. Chứ vòng 1 thì chưa cần thiết. Ok. Chip này thật sự chưa ai thật sự là bùng nổ được, đúng không? Bùng nổ thì cái chip này nó phải đạt cái variation lên cái tầm level 8 này các bạn này. Nhưng mà thường thường bây giờ ông nào giỏi cũng chỉ lên được cái level 5 thôi. Chứ còn đâu khó mà hơn được. Này, cái tính năng là được từ từ, đúng không? Các bạn tham gia đánh mini level hút thì sẽ kiếm được thôi. Đấy, thì sẽ có được cái chip free thôi. Nhưng mà nó lâu dài các bạn nhé. Ai cũng thế cả thôi. Ao ngó xem ông ấy quay vòng đua này như thế nào. Major như vậy lấy từ vòng 1 rồi. Còn hồn vũ khí thì sao? Ở event tiêu kim cương đấy các bạn ạ. Đâu nhỉ? Ở đây. Rồi mở mốc độ là 25.000. Như vậy mình nghĩ rằng chắc chắn sẽ phải tiêu thêm 1.000 kim cương nữa, 2.000 kim cương nữa để ăn mốc này, kiếm hai mảnh này, đúng không? Làm nguyên liệu nâng Major đấy. Còn mốc 37.000 này thì các bạn cân nhắc nhé. Bây giờ mà tiêu full mốc 47 mà trừ 27 hơn 20k, ăn full mốc luôn đấy thì sẽ tốn thêm bao nhiêu mảnh nhá? Chỗ này nó trả được 5.000, các bạn sẽ phải tốn thêm khoảng 16.000 kim cương nữa. Sau khi đã trừ cái này các bạn nhé, 16.000 kim cương nữa. Ngon nhỉ, cũng được. Rồi cho các bạn cân nhắc, mình nghĩ là bỏ mèo cũng được. Bỏ mèo, chấp nhận bỏ mèo cũng được. Không phải vấn đề gì đó quá ghê gớm. Vì mèo nó là kim cương mà. Thì các tháng sau bớt buộc phải nhịn nhá, chứ đừng có ham hố. Team nó vào hòm rồi. Vào hòm ở đây tức là vào, nó đóng hòm rồi tức là các vị trí không cần thay đổi nữa. Có mỗi hạt nhân thì các bạn thay đổi, còn không thì thôi. Để ý cũng được. Khi đấy thì Major sẽ đưa về đằng sau. Cho Xion lên đánh ô bom cảm tử các bạn ạ. Ok. Nó bây giờ thì Major, kể cả bây giờ cũng được, mình nghĩ bây giờ thế cũng được. Không vấn đề đâu các bạn ạ. Đổi bộ rune đi một tí nhá. Đánh nhau trận. Mình nghĩ là Major đã có hồn vũ khí rồi. Đây này các bạn này. Đấy, thì không phải là yếu đâu. Không không còn là yếu nữa đâu. Bây giờ là sát thương là ghê đấy. Thì mình sẽ đưa cho Xion cái rune thần nộ này. Rõ ràng là nó không phù hợp lắm, nhưng mà đâu còn sự lựa chọn nào khác. Chứ các bạn đòi Xion bây giờ nó phải bùng nổ, nó giết được người, giết được cả con ráp, vân vân thì hơi khó. Hãy để dành nhiệm vụ cao cả đấy cho Major, cho thần bài. Sắp tới, không chỉ bây giờ mà sắp tới nữa, các bạn cũng sẽ phải chơi một cái team mà có hai con sát thương chủ lực. Chứ một con là rất là khó để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Nguyên do là con Cú Đa Băng nó ra nó sẽ khóa chủ lực. Không ai biết được Cú Đa Băng ra vòng trong vòng 1 tháng tới hay là thậm chí đến 5 tháng nữa nó mới ra. Khó. Giờ không ai đoán được Finger Fan các bạn ạ. Rồi, viên số 6 hơi cùi. Xem viên 6 sói này. Grid và anti grid 6 sói này ngon nhé. Khéo đổi bộ này cho Major khéo lại ngon đấy. Rồi, thôi đánh đi. Một trận duy nhất thôi các bạn nhé. Mình nghĩ là vẫn có cơ hội đấy, nhưng vào trong top 10 thì vẫn có chứ không phải là không. Có điều thì nó không được chắc chắn thôi. Ví dụ ở đây mình đánh top 10 mình nghĩ vẫn ăn được. 15 kim cương để cho một cái video bán ạc nó trở lên sinh động hơn. Mình nghĩ đánh đổi được, đúng không? Đấy, ông nào mua ạc thì đừng tiếc rẻ 15 kim cương nhá. Giúp cho ông có cái nhìn nó chuẩn hơn. Phe ta thua uy, nhưng điều đó không quan trọng lắm.
Đối phương thì vẫn trung thành với tứ đại ung thư và chưa có yếu tố mới. Cụ thể ở đây đó là cặp vai Major Tedico. Vai nhỉ? Vai Major này. Tedico này. Một con mới là con nào nhỉ? Ca phẩy, đúng không? Đấy. Đấy là bốn con sau thời kỳ tứ đại ung thư. Nó ra mắt tương đối là nhanh. Thì sao? Không có bốn con đấy thì Major các bạn hãy thấy nổ ngay từ lượt một nhá. Như vậy mình đặt bộ rune như này, à có nổ ngay từ lượt một, như vậy mình đặt rune như thế là chuẩn. Thì các bạn thấy là tứ đại ung thư nó sẽ bị out meta trong thời gian tới. Đặc biệt là khi Major được úp lục môn và ca phẩy cũng được úp tới tầng tứ môn. Thì thôi, tứ đại ung thư đã thống trị một thời gian phải gọi là dài lắm rồi đúng không? Bây giờ nó bớt bớt đi cũng là điều dễ hiểu thôi. Rồi và các bạn nhìn thấy thần bài nổ ngay từ đợt 1 với rune sói. Chém bay con Leona mèo luôn. Với khoảng 60% máu à. Một con số máu không đủ để cho Leona mèo có khả năng chống chịu được. Trước một cái pha tuyệt kỹ bình thường của thần bài. Chỉ có chí mạng thì lại còn đau hơn nhiều. Thần bài đang mang trong mình hồn lực bão tố ở trạng thái 3 sao nên nó sẽ tung nộ một lượt và bị đóng băng thanh nộ một lượt. Đây là một điều khá bất lợi. Nhưng cũng không có sự lựa chọn nào khác ở các vị trí. Thành ra là anh em là mua thì cũng sẽ phải cân nhắc về cái việc đó là san sẻ tài nguyên, đưa cho nó cái bộ hồn lực nó càng ngày nó càng tốt hơn. Major là một võ sĩ mà sát thương của nó sẽ phải từ lượt 3 trở lên sẽ là hoàn hảo nhất. Bởi lượt đầu nó bị nhiều cái nó ảnh hưởng lắm các bạn ạ. Mình lấy ví dụ nhé, lượt đầu Major à, nó phải có cái ám ấy, nó thì nó mới có thêm sát thương. Ok, và tắt là thế thôi, ông cứ bam bam. Rồi chán đời, giết con, giết lại con trời ơi, hơi phí nhỉ. Đây nhà bà cháu, nhà bác lại lên nhá. Bay lên. Vâng. Cái tay của bà xem mấy cái bà này ra Vâng nhá. ạ. Ta đi lên này. Vâng. Tay đơn giản mua cất đây sợ nó Vâng. trùng với cái vật. Vâng. Cái chỗ đó cũng phải cất. Lên nhá. Vâng, bay lên. Có gì thì gọi nhá. Vâng ạ. Về cái gì đó gọi luôn. Đừng nghe bọn nó gọi về đi ăn mặc. Vâng. Con đi lên này. Ừ. Có lẽ đối phương họ phải vẫn thắng mình các bạn ạ, vì đơn giản là họ có hồn lực làm bão tố. Có lẽ đấy là lý do mà à, chưa thể lọt được vào trong top top không ít đúng không các bạn? Đảm bảo các bạn chơi ở một cái server nó có độ hot như thế này, các bạn không phải biết chán là gì. Thần bài nó khó. Mây trời các bạn thấy hoàn hảo về mặt chống giảm độ nhỉ. Có điều nếu như mà ấy bay một một hit bay con gì đấy, bay con đằng sau đấy, mình nghĩ là ổn rồi đấy, về mặt chống chịu là quá ổn rồi đấy. Sát thương ổn rồi nhưng S-Buck thì tất nhiên là ổn hơn nhiều nữa. Đánh mỗi là con này, cái con đúng đúng rồi, con cái chợ ơi với cái trường. Hoặc nha, bạn nào mua hàng thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video, giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí là 2,8 triệu.